Chiều nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc do Ngài Park Jae-min, Thứ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn sang Việt Nam đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 9. Đại tướng Phan Văn Giang hoan nghênh Ngài Thứ trưởng Park Jae-min và các thành viên đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam, khẳng định gần 30 năm qua, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng và thực chất, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả phiên đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 9 và những nỗ lực, thành quả hợp tác giữa quốc phòng hai nước thời gian qua, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác trên các lĩnh vực như cơ chế đối thoại cấp thứ trưởng và tham vấn cấp làm việc, đào tạo cán bộ, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, giao lưu giữa các quân chủng, an ninh biển, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam và trân trọng cảm ơn chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam các gói viện trợ, góp phần giúp Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh. Thay mặt đoàn đại biểu, Ngài Park Jae-min cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức thành công đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 9 trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Cũng trong chiều ngày 16 tháng 9 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có chương trình đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 9 với Ngài Park Jae-min, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc. Hai bên đã trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực và những vấn đề quốc tế cùng quan tâm nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác đạt được tính từ phiên đối thoại lần thứ 8 năm 2019 trên một số lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ, an ninh biển, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam, tham vấn ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương và hợp tác quốc phòng song phương. Hai bên nhất trí thời gian tới tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, trong đó tập trung tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, an ninh biển, các hoạt động liên quan đến gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phòng chống COVID-19 và hoạt động phối hợp trên các diễn đàn trong khuôn khổ đa phương.